Chào cả nhà nha. Thì hôm nay đi chung tiến hành sơn cái bộ bàn giải đá. Thì đây là cái bộ bàn tròn 1m2 mà thời gian qua chúng đã cung cấp khung và bán ra thị trường rất là nhiều. Thì hôm nay giải đá màu xám để giao với khách hàng tại Sóc Trăng. Thì đây là cái bộ bàn mà khách hàng đã đặt, thì gồm mấy cái mặt bàn và 8 cây đu nha các bạn. Thì để sơn giải đá màu xám thì các bạn pha cái màu xám đây. Đây màu xám chúng ta pha rồi, các bạn pha trắng với cộng với màu đen nó sẽ ra xám nha bạn. Thì những cái đôn, những cái bàn các bạn vệ sinh quét cát cho nó sạch sẽ. Thì nước sơn bên cơ sở cung cấp là nước sơn nước, nên là các bạn sơn dù cái mặt đôn nó còn hơi chưa được khô gì mấy, nhưng mà mình vẫn sơn nó vẫn đảm bảo nha bạn, nó cũng không có bong chóc. Thì những cái mặt bàn bên kia và những cái đôn chúng đã sơn rồi, và bây giờ chúng sẽ sơn tiếp bên đây. Sau khi mình sơn xong cho nó khô, cho nó gáo như cái bàn và những cái đôn bên bển, thì mình tiến hành giải đá nha bạn. Thì bây giờ chúng sẽ sơn cái đôn này nó màu xám nha bạn. Thì cái màu xám này các bạn muốn pha thì cái tỷ lệ cho nó chắc chắn á, thì các bạn màu đen á, xin lỗi, màu trắng á, thì các bạn chuẩn bị trước là các bạn bỏ màu trắng như cái hũ, sau đó các bạn màu đen thì các bạn không có bỏ nhiều, màu đen thì các bạn chỉ nhiễu nhỏ giọt. Thường thường thì nếu mà nhiễu 3-4 giọt đầu tiên thì mình quậy lên coi nó ra cái đúng màu xám chưa. Nếu mà chưa đúng màu xám thì các bạn cứ nhiễu nhỏ giọt thêm đen vô. Nhưng nào mà các bạn pha nó đúng màu xám á thì các bạn lấy cho bạn. Thì nó cách pha nó cũng đơn giản như thế, mình chỉ cần phối màu này nó ra màu kia là nó ra, sẽ phối màu nó sẽ ra như thế nào mình mong muốn. Đó, màu trắng thì mình pha như màu đen nó sẽ ra xám các bạn. Thì tùy theo các bạn sơn ít hay nhiều, mình sơn nhiều thì nước lượng mình pha cho nó nhiều xíu để cho nó giống nhau. Nhưng mà lỡ thiếu mình pha lần thứ hai nó sẽ khác nhau nha bạn. Thì bên cơ sở thì cung cấp một số cái bột màu và keo sơn chậu chất lượng. Các bạn nào có nhu cầu sơn chậu á, muốn mua sơn chất lượng, các bạn cứ liên hệ với Chung, ủng hộ nước sơn bên cơ sở Chung nha. Nước sơn này các bạn sơn rất là dễ chịu, nó không có cái mùi nặng như là những cái nước sơn dầu. Sơn dầu nó hôi, nó sang mình tha như nó rất là hôi, rất là nặng mùi. Còn nước sơn nước này sơn cảm thấy rất là dễ chịu. Mình cọ, mình sơn xong mình rửa cũng rất là dễ dàng. Và đặc biệt cái độ nước sơn, cái độ bám nó rất là cao, rất là dễ sơn nha các bạn. Thì các bạn mua nước sơn bên cơ sở của Chung thì Chung sẽ hỗ trợ kỹ thuật, thì mình Chung sẽ hướng dẫn các bạn pha sơn làm sao cho nó hợp lý, cho nó đảm bảo để mình sơn cho nó bám hơn. Thì mình mua Chung sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn tận tình qua cái video hướng dẫn, hoặc là qua những cuộc gọi video Chung sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn. Đó, thì sau khi sơn xong các bạn thấy nó cái màu xám nó hiện lên, thì mình chờ cái lớp sơn này cho nó khô, cho nó gáo, thì các bạn tiến hành sơn giả đá đen và giả đá trắng lên thì nó sẽ giống cái màu giả đá nha bạn. Thì cái màu giả đá thì hiện tại thì sơn lên cũng rất là đẹp, thời gian qua khách hàng cũng ưa chuộng cái màu giả đá rất là nhiều. Thì những cái bộ bàn thì Chung bên cơ sở có khuôn cung cấp luôn, thì khuôn là khuôn quay nha bạn.
thì các bạn mua khuôn chúng sẽ hỗ trợ kỹ thuật qua những clip hướng dẫn đó. Các bạn mua thì inbox thì chúng sẽ báo giá hoặc là bình luận trực tiếp bên dưới cái video. Thì chung cảm ơn. Thì bây giờ anh em tiến hành giả đá, các bạn pha cái màu đen và sơn khuôn giả đá lên, giả đá bằng cọ các bạn. Dùng tay các bạn vuốt ở đầu cọ thì nó sẽ ra những cái hạt giả đá. Các bạn vuốt mạnh nó sẽ ra những hạt đậm hơn và nó bự hơn. Còn các bạn vuốt vừa vừa thì nó sẽ ra những cái hạt nhỏ đều đều. Thường thường các bạn giả thì một là hạt bự, còn hai là hạt đều đều. Các bạn cho nó đều với nhau, đừng cho nó bự nhỏ quá thì nó sẽ không đẹp như vậy. Các bạn thấy ở đây những cái hạt giả đá, chúng ta giả đá qua cái lớp màu đen. Thì sau khi giả đá đen xong, các bạn tiến hành mình giả đá trắng là nó hoàn thiện nha bạn. Thì có đen có trắng nó sẽ nhìn giống giả đá qua cương nha bạn. Thì tiếp theo sau đây các bạn tiến hành giả đá trắng lên nha bạn. Rồi, sau khi giải đá trắng lên các bạn thấy nó đẹp hơn, nhìn nó giống đá hơn nha các bạn. Thì sơn chậu này các bạn điều kiện thời tiết nắng tốt, mình sơn cái nước sơn nó bám rất là cao, với sơn nó lên nó đẹp hơn, nó bóng hơn. Bạn dùng cỏ bạn vuốt tay như thế cho nó dần cái hạt đá vô cho nó đều. Cái này mình có thể là sơn bích tu lê cũng được nữa, nhưng mà phải lượt cái nước sơn này ra, tại nước sơn nó dạng bọt, nó sẽ có cái bọt lóng bên dưới, mình lượt ra rồi mình xong mình bỏ vô cái bích tu lê mình sơn nó cũng đẹp nha các bạn. Thì bạn cứ giả như thế, nó giáp vòng cái đôn bạc là hoàn thiện.
Bây giờ chúng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật pha keo 2K để sơn cái mặt bàn. Thì có một mặt bàn các bạn phủ qua cái lớp 2K, một nó sẽ bóng hơn, nó đẹp hơn. Hai là sẽ bao quát cái lớp mới sơn lại cho nó chắc chắn hơn nha bạn. 2K nó còn mình khi các bạn mua ngoài chợ nó sẽ có hai hộp. Một là cái hộp lớn 1 kg, hai là cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là chất xúc tác để cho nó chết cái lớp keo 2K nha bạn. Thì các bạn đổ đầu tiên các bạn đổ cái hộp lớn vô trước. Thì các bạn sơn các bạn ước lượng làm sao mình sơn mình đổ mình sơn cho nó vừa đủ. Đó. Rồi xong các bạn đổ cái chất xúc tác vô. Phải có chất xúc tác này keo nó mới chết được nha bạn. Thường thường các bạn mà xài hết cái hộp lớn á thì cái hộp nhỏ nó cũng phải hết luôn, nhưng mà rồi tiếp theo cho đó các bạn đổ xăng thơm vô. Rồi mình lấy cọ mình quậy đều lên mình sơn nha bạn. Sơn này các bạn đeo khẩu trang vô tại vì nó xăng thơm với 2K nó hơi hôi các bạn. Thì khi mà mình sơn trong quá trình sơn nó có đặc á, thì các bạn chỉ cần kim xăng vô thôi. Mình không kim xăng vô là nó lỏng lỏng là mình dễ sơn hơn. Bàn sơn khô ráo các bạn dùng bóng qua cái lớp 2K nha bạn, dùng cọ các bạn quét. Đó, sau khi các bạn quét là nó bóng cái mé bên kia đó không? Mé bên kia nó bóng rồi, mé này chưa quét thì nó còn chưa bóng. Nó bóng hơn, nhìn nó đẹp hơn, nó giống đá hơn nha các bạn. Đó. 2K quét cái thằng 5-10 phút là nó khô rồi. Cũng rất là nhanh khô. Mặt bàn tròn này kích thước 1m2 nha bạn. Thì thường thường bên cơ sở bán là bán mặt bàn là nó gồm một cái mặt bàn và 6 cái đôn ngồi. Đó, đây là những cái đôn ngồi đây. Đó. Thì khách hàng có mua thêm đôn thì bên cơ sở cũng cung cấp thêm. Thì qua đó thì bên cơ sở có khuôn cái mẫu khuôn bàn tròn 1m2 này. Các bạn nào có nhu cầu mua các bạn cứ liên hệ với Chung sẽ hỗ trợ. Thì mình cứ sơn bao quát như cho nó dắt dòng cho nó đều là nó đẹp rồi. Thì sơn mặt bàn xong các bạn cứ tiếp tục sơn những cái đôn. Đây là cái đôn ngồi nha bạn, cái này mình khiêng cũng nhẹ, nhưng mà thường thường thì bộ bàn ta để cố định. Một là ở sân vườn, những bóng cây mát mát mình đặt cái bộ bàn ở đó, mình chưa nắng, chưa mát, chiều mát mát ra đó ngồi. Hoặc là bàn mình có thể là để dưới bếp, sau bếp mình ngồi mình ăn cơm cũng tiện nha bạn. Bộ bàn để mà nắng mưa thì không có vấn đề gì, chịu nắng mưa rất là tốt. Còn bên đây là những cái bên kia, đằng kia là cái đôn bàn, bên đây là cái cũng là cái đôn bàn luôn, mình lật lên để vô cái khớp bên kia và để cái mặt bàn lên đó. Thì sau khi sơn xong rồi các bạn thấy là nó bóng rồi, rất là bóng, rất là đẹp, nhìn những cái hạt đá nó đều với nhau, nó rất là đẹp. À, thế là xong. Thì cái video giới thiệu hướng dẫn sơn nhảy đá và giới thiệu cái bộ bàn tròn 1m2 tới đây là kết thúc. Thì cuối video Chung chúc anh em Chung nghề mình sẽ làm ăn phát đạt thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.